Vâng, chào các bác, em Toàn Thắng đại diện cho Shop Hoàng Nhật hôm nay lên sóng giới thiệu các bác đây. Hôm nay là ngày video ngày 7 tháng 3 các bác nhé. Thì em lại có một chiếc Sanwa 7, Sanwa RBK7 của máy lọc nước Yong Kiềm hãng Sanwa. Con này 7 tấm điện cực, nó lọc 14.000 lít. Sản phẩm máy lọc nước Yong Kiềm thì cũng đã rất được nhiều người biết đến và quan tâm các bác nhé. Nó cho chúng ta những cái loại nước cần thiết trong cuộc sống, tính kiềm, tính axit, có thể tính kiềm mang đến tính kiềm cao để trung hòa axit, chống trào ngược dạ dày, và cũng rất tốt trong chữa bệnh các bác. Đấy, những người ta dùng nước kiềm này từ Nhật Bản này thì từ năm 1965 đã dùng nước kiềm để đưa vào cuộc sống của người Nhật rồi ạ. Nên tuổi thọ của họ một trong những nguyên nhân chính là nguồn nước và thực phẩm không khí đã giúp cho người ta sống rất là thọ theo thời gian. Thì hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác đây, con này 7 tấm điện cực, nõi lọc 14.000 lít, tự động đảo tấm vệ sinh điện cực và cho chúng ta giải pH từ 2.5 đến 10.5 các bác nhé. Em này thì có màn hình hiển thị. Đây các bác nhìn Sanwa 7 đây, có màn hình hiển thị. Tất cả những các bác đã quan tâm và muốn mua máy lọc nước Yong Kiềm thì cũng đã rất tham khảo rất là nhiều các hãng máy đúng không các bác. Nhưng dòng Sanwa và dòng Chim Yong này chiếm thị yếu phần trăm, 60% thị yếu bên Nhật. Nước đầu tiên này em sẽ lấy nước 2.5 đến 2.5 là nước sát khuẩn mạnh. Nước thứ hai này em sẽ lấy cho các bác là nước 5.5 đến 6 chấm là nước sát khuẩn nam đẹp cho các chị em phụ nữ các bác. Đây là axit nhẹ, nó sẽ có màu vàng nhạt. Nước thứ ba là nước trung tính. Nước trung tính các bác nhìn này, em ấn thì nó hiển thị cái màn hình màu xanh và dòng chảy dung tích, dòng chảy của máy. Nước trung tính này thì chúng ta dùng để uống thuốc tây và cho trẻ em dưới 3 tuổi. Thì trẻ em dưới 3 tuổi thì hàm lượng vẫn kiềm trong cơ thể vẫn là đầy đủ. Giờ nguồn nước thì cũng rất được ô nhiễm và nhà băng nào thì có những chiếc máy giờ ô thì nó cũng đã có cái bóc kiềm, tính bóc kiềm các bác nhé, lấy axit. Nhưng chiếc máy lọc nước của Nhật này thì nó sẽ lấy được hoàn toàn theo ý muốn của chúng ta, axit hoặc nước kiềm. Mức 1 của nước kiềm của máy là nước 8.5 dành cho người mới bắt đầu uống các bác nhé. Các bác lấy máy thì em sẽ dán một cái tờ hướng dẫn tiếng Việt để cho các bác sử dụng một cách dễ dàng nhất. Mức thứ hai là kiềm 9.0, nước dành cho người uống tuần thứ hai. Chúng ta khi lấy nước kiềm, đây này em thử các bác nhé, thì em sẽ chờ một tí. Lâu khi chúng ta lấy nước kiềm thì khi chúng ta có tiếng chuông thì chúng ta đã lấy được rồi. 9.5 là nước dành cho tuần uống thứ 3 và tuần uống thứ 3 và uống suốt đời máy. Mức thứ 4 em lấy là nước kiềm 10.5, nước kiềm dành cho ngâm rau củ quả hầm luộc. Và để chúng ta dã rượu nữa đấy các bạn. Nước kiềm này thì 10.5 này có độ oxy hóa khử rất là cao, độ ORB lên đến 8-900 các bác nhé. Đây em lấy cho các bác xem. Còn bia các bác nhìn này, nó siêu rầu hero, đục như nước gạo. Và đây là nước thường. Em sẽ đo chỉ số hydrogen cho các bác, chỉ số MV. Đây các bác nhìn nhé, chỉ số MV. Con này ORB nó có thể âm đến 890, 899, 900 các bạn. Em quay sát cho các bác xem.
909, 911 này. Đấy, chỉ số ORB rất là cao. ORB là oxy hóa chống đây các bác nhìn đây nước thường. Các bác nhìn này nước thường này. Đây em cho các bác xem. Nước thường con này nó đang là dương 112 các bác nhé. Đấy, dương 112. À, MV dương, ORB dương thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe. Đây em sẽ thử độ pH này. 2.5 này các bác này. 6 chấm này. Trung tính này. Kiềm 1 này. Kiềm 2, kiềm 3, kiềm 4 này các bác này. Đây em sẽ thử độ oxy hóa khử. Em sẽ rõ mỗi bên là 10 giọt các bác nhé. Thì khi ở nước cái ion kiềm, đây đây là nước thường các bác nhé, nó sẽ không khử được các cái chất độc tố trong trong nước này. Còn đâu đây các bác nhìn, máy lọc nước ion kiềm chúng ta để ngâm rau củ quả thì nó sẽ đánh bật được tất cả những cái thuốc trừ sâu mà hoa quả có thể vẫn chứa trong hàm lượng khi chúng ta mua về. Còn đây là kiềm acid và kiềm. Một chiếc máy lọc nước ion kiềm thì nó cho chúng ta ra tất cả loại nước theo đúng ý muốn và theo đúng chỉ số, theo đúng màu bảng pH của chúng ta đưa ra. Đấy, máy lọc nước ion kiềm Sanoa 7 này em đánh giá nó cực kỳ tốt các bác nhé. Thì tất cả những sản phẩm như em lên sóng đều báo giá công khai cho các bác. Dòng Sanoa 7 này như em đang bán combo chọn gói cho các bác là 16.500.000 đồng. Bất kỳ các bác ở chỗ nào, thành phố nào, tỉnh nào, bọn em cũng có người qua lắp cho các bác hoặc ship gửi cho các bác lắp thì sẽ trừ chi phí lắp đặt cho các bác. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ các bác nhé. Máy này thì đẹp xuất sắc, không có điểm trừ đâu ạ. Đây các bác nhìn có thể kỹ trong màn hình và tiêu chí thì em mang đến tận nơi lắp đặt, các bác phải trả tiền, các bác không phải lo về vấn đề về chất lượng hoặc cung cách phục vụ. Em cũng xin nhấn mạnh sau 2 năm các bác sử dụng thì các bác gửi qua địa chỉ nhé, bọn em sẽ bảo trì bảo dưỡng miễn phí cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video.